bài đó đổ. Ừ, chống dung à? Hôm qua em có phải như dấu rồi. Bài rất đẹp các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, đi bán vải đâu phải đơn giản đâu. Mỗi lần đổ dập hết rồi. Thì nó bị đây anh ơi. Tí lướt ra ngay rồi. Dạ. Còn lấy vải dụng người ta là con đâu mà đấy lấy ăn thì lấy đấy, thì anh còn lấy không? Nhanh thôi. Đấy lại hỏng xe rồi.
bác ơi, các bác vừa nhìn thấy em hôm nay em định đi xuống khu vực kép quay cho các bác xem ở dọc đường quốc lộ xem là video như thế nào, xem là hình ảnh ra làm sao. Thì hôm nay thì thật không may là mình vừa muốn đi ấy, thì có một anh đã bị đổ xe vải, và từ đó thì mình sang mình giúp anh nâng cái sọt vải lên, và các bạn cũng đã thấy là tay mình hiện trạng đang rất là bẩn và đang không cầm vào máy quay được. Đây vẫn chưa đây gì, vẫn chưa rửa tay gì để quay quay lốt cho các bác xem. Các bác có nhìn thấy, các bác có thể nhìn thấy là hôm nay ngày mưa, cuộc sống của bà con đồng ngàn mưu sinh rất là vất vả, nhất là đi bán vải. Khi mà cái sọt vải mà dậy từ 2-3 giờ sáng, từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng dậy đi hái vải cả gia đình. Hôm nào mà không mưa ấy thì là sẽ dầm sương, còn hôm nào mưa thì dầm cả mưa lẫn sương để đi bán, để đi hái vải, để đi thồ được một chuyến vải ra ngoài quốc lộ đây để đi bán. Thì khi sọt vải nó xếp đẹp lên rồi ấy, thì giá cả sẽ tốt, còn khi mà một sọt vải nó đổ xuống ấy thì giá vải sẽ không còn tốt nữa. Thì đây chỉ là một trong những cái trường hợp không may xảy ra khi mà bán vải thôi. Khi mà bán vải các bạn có thể hiểu là dậy từ 2-3 giờ sáng bụng rất là đói, và khi đi bán thì vẫn bụng vẫn đói, thì có thể là sức khỏe chưa được tốt lắm, và khi chỉ còn chênh lệch một chút xíu thôi thì dòng vải sẽ bị đổ xuống, mà đổ xuống thì nó mất giá. Và hy vọng rằng những hình ảnh vừa rồi ấy sẽ được lan truyền, sẽ được các bạn chia sẻ, hiểu thêm về một phần cuộc sống của bà con đồng ngạn nhiều hơn, cũng như là các bác chia sẻ để giúp chàng trai quê cũng như cả bà con Lục Ngạn quảng bá được những hình ảnh cuộc sống đời thường nhất của Lục Ngạn, cũng như là sẽ quảng bá được thêm một phần nữa, đó chính là văn hóa này và những hình ảnh. Hy vọng rằng sau cái năm mùa dịch này, sang năm sau sẽ có rất nhiều hình thức du lịch miệt vườn sẽ vào với bà con Lục Ngạn, sẽ giúp kinh tế của bà con Lục Ngạn tốt hơn. Và năm nay thì theo mình được biết thì vải cũng đang trong năm dịch này thì vải cũng đang xuất khẩu đi Nhật Bản, nhưng mà hy vọng rằng sang năm tới vải thiều của Lục Ngạn sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản hay sang các nước châu Âu, sang bên trời Tây nhiều hơn, sẽ không còn phụ thuộc vào thị trường nước láng giềng bên cạnh của thị trường Trung Quốc, của Việt Nam nữa. Qua đây mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, và xin các bạn để lại phần bình luận xuống bên dưới. Nếu các bạn muốn hỏi mình thì các bạn để lại phần bình luận xuống bên dưới cho mình, thì mình sẽ tương tác trả lời cho các bạn ở dưới phần bình luận video. Còn bây giờ thì mời các bạn xem những hình ảnh bán vải của con Lục Ngạn tiếp theo nhé. Xin chào cả nhà. Mình đáng lẽ kết thúc video rồi, thế nhưng mà đang đi về đường về đến nhà đây, tự dưng gặp một cái vườn vải bên dưới phía này. Vải đang rất là sai. Ở dưới này thì không phải vải sớm Thanh Hà hay là cũng không phải vải sớm Mùa Hồng, mà đây chính là vải thiều chính vụ của Lục Ngạn. Thì bây giờ trái vải cũng đã đỏ mép rồi. Qua đây thì đang có anh một chủ vườn ở đây, thì mình tiện mình xuống, mình vừa hỏi anh là mình cho xin một vài cảnh quay rồi, thì mình đang đứng đây quay cho các bạn xem. Đây là con đường đi xuống khu vực vườn vải của nhà anh, thì mình sẽ lấy một vài phút mình đi quay chia sẻ cho các bạn xem vải thiều của Lục Ngạn bây giờ trái quả như nào rồi. Thì còn tầm gần nửa tháng nữa thôi thì trái vải thiều Lục Ngạn sẽ được thu hoạch. Chưa đến nửa tháng nữa, tầm khoảng 2 tuần nữa thôi thì trái vải đang bắt đầu vào mã, đang bắt đầu đỏ. Thì mình sẽ xuống đây mình quay cho các bạn xem, tiện thể khoe cho các bạn luôn là cái video này vừa rồi ở phần trước thì nó hơi căng thẳng, phần này thì quay cho các bác xem một vài hình ảnh nhỏ nhẹ nhàng hơn một chút xíu đó. Thì các bác chờ xem vào video của em nhé. Đây các bác ơi, bây giờ em đang ngồi ở khu vực phía dưới con đường này đang quay cho các bác. Ở đây thì hôm nay trời vừa mưa xong, thế nên là quang cảnh nó hơi bị tối, nó không được sáng cho lắm, thì các bác thông cảm. Đây đó, đây ạ. Đấy thì bây giờ em đang đi quay một vài cảnh cho các bác xem. Đây trái vải thiều chính vụ nha các bác nhé. Đó, đấy đã bắt đầu đỏ mép rồi.
Đây. Đấy các bác có thể nhìn thấy rõ ở cái điểm xa xa quay cái đấy, trái vải thiều Lục Ngạn bây giờ cũng đã đỏ mép rồi nha các bác nha. Đó. Bác nào mà muốn ăn vải thiều chính vụ thì các bác cứ inbox cho em, sắp có rồi. À, vải sớm Thanh Hà thì bây giờ cũng đã có bán rồi. Đó. Nhiều bác cũng có hỏi là ở Lục Ngạn cũng có vải Thanh Hà, vải Thanh Hà chỉ có ở Hải Dương thôi chứ. Ý bác nó nói là chắc là mình đang nhầm. Tại vì vải Thanh Hà chỉ có ở Hải Dương thôi, nhưng mà các bác không phải đâu, em không nhầm đâu các bác nhé. Ở Lục Ngạn thì cũng có vải Thanh Hà. Ở Lục Ngạn trồng vải Thanh Hà khá là nhiều rồi. Đầu tiên vải chín sớm sẽ là vải U Hồng, sau đó sẽ là vải Thanh Hà. Đó, đây này. Đây. Đây các bác. Đó. Thì ở vườn này thì không biết bao nhiêu gốc nhưng mà khá là sai. Em sẽ quay sơ sơ cho các bác xem. Đó. Đây này. Đó, khá là cao. Đây. Đó. Một vài điểm đây các bác. Đó. Đây. Vải đây em sẽ zoom lên cho các bác xem nhé. Đó. À, vườn bên này thì vải đang bắt đầu vào đỏ mép, quả luôn đang trắng. Nhưng mà cái vườn bên em đang quay trước mặt đây ấy, thì trái vải thì bắt đầu đỏ rồi. Đây. Vải đang sai rẽ cả cành rồi. Đây. Các bác. Đó. Đây. Vườn nhà anh này thì cực kỳ là sai. Đó. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Sai rẽ cành rồi. Đấy. Đó. Khi mà sai rẽ cành này thì báo hiệu sao? Báo hiệu là vải sắp chín. Trái vải đang bắt đầu lên cùi, lên mọng. Nhưng mà cũng có một trường hợp là đây, lại quay cho các bác xem. Vải trời mưa một chút đã bắt đầu lại hé miệng cười rồi. Đó. Hay mọi như mọi năm mà khi mà mưa nhiều vải nứt ấy thì xong lại lắng ấy thì các bác có cái câu là vải cười người khóc ấy, đó. Chính là như vậy đó. Đây. Đây. Đó. Những chùm vải thì các bác có thể nhìn thấy là đang bắt đầu vào mã rất là đẹp đúng không ạ? Đang rất là tươi. Bây giờ thì vải vẫn còn gai, chưa nhẵn cùi đâu. À, xin lỗi các bác là chưa nhẵn vỏ đâu. Cùi thì đang bắt đầu lên cùi rồi. Đó. Đây. Đây ạ. Đây. Đó. Chỉ như vậy thôi. À, còn bây giờ thì em xin cảm ơn tất cả cả nhà đã theo dõi nhé. Đừng quên xin sau chàng trai quê xin một lượt follow, một lượt chia sẻ, một lượt bình luận. À, nói về quan điểm của các bác như thế nào. Phải ở nhà các bác... À, cho em hỏi một câu hỏi nhỏ thôi. Vải ở nhà các bác Lục Ngạn đã chín đến đâu rồi thì các bác cho em một dưới bình luận nhé. Còn các bác nào mà không phải ở Lục Ngạn, các bác ngoài tỉnh khác, các bác muốn mua vải hay là các bác muốn hỏi thăm gì thì các bác cứ hỏi đi. Em sẽ inbox tận tình bình luận. Đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video tiếp theo của ngày mai nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại ạ.